Alo, xin chào hết tất cả. Trước ống kính hôm nay, một ngày đẹp, ngày 23 với tiêu đề Cooking. Với bịch hôm nay, món gì mình sẽ giới thiệu sơ cho khán giả cùng xem. Hiện tại con mực đã tắm em và chúng ta chơi nó bằng cách nào? Trong đây nó còn rất là nhiều nước. Dưới cái bể hồ này chúng ta chọc thủng nó một cái. Xả nước ra. Chúng ta xả nước ra nha, nhưng mà xả nước ra và chúng ta dùng rổ đổ nó ra. Rồi sau khi đổ nó ra rồi, chúng ta để chút xíu thời gian cho nước nó chảy xuống. Đó. Trong thời gian này chúng ta phải làm gì? Lưu tiện mình giới thiệu các sự tác của nó, trong đây nó có cái gì? Thứ nhất, mình chuẩn bị tiêu. Xin lỗi. Tỏi. Tiêu. Nghệ cho nó bán mùi tanh. Còn đây thử đây, mình thử đây, nó nhiều quá. Wow, bột ngọt. Và còn đây cái gì, mình chè tay ra cho một tí thử đây, nhiều quá không biết cái gì. Muối. Tặng quá bạn. Và đường. Trong cái video 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6 cái xu tát này chọn vô. Việc đầu tiên chúng ta, con dao này rất là sạch sẽ, để ăn khỏi bệnh khỏi hoạn hay gì chúng ta phải dùng những cái dao sạch sẽ, và miếng thớt cũng đã sạch. Chúng ta để lên mặt bếp và wow. Dùng dao cắt nó ra nè. Bự quá ha.
À, chúng ta cắt nó ra. Chúng ta cắt nó ra làm 3 miếng này. Chị lát nữa nó sẽ là teo lại. Bỏ vào đây. Cái nào bự quá chúng ta phải nên cắt nhỏ tí xíu. Chúng ta cứ tiếp tục cắt nhé. Cắt hoài, cắt hoài. Cắt đến khi này á, món hôm nay cho 2 người ăn nhé. Chỉ 2 người ăn rồi ha, 2 người ăn mà. Tại sao là nó nhỏ ha? Chúng ta nên lựa những con mực nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta lựa ăn cho nó giòn và là bổ dưỡng, nhiều chất dinh dưỡng. Rồi. Sau 5 phút chúng ta phải cắt cái này thành một cái này. Hiểu rồi đó, các bạn hiểu tôi đánh 1 2 hiểu rồi đó. Sau đó chúng ta dùng muỗng nhỏ để khỏi bị mặn hoặc là chua hoặc chát, nhiều khi nhiều hoặc ít là như thế nào. Bắt đầu chúng ta dùng một tí xíu bột ngọt, thì ra dùng muỗng này nếm thử cái gì. Muối dai bạn, chúng ta cho một muỗng. Rồi. Đừng có cho nhiều quá. Chúng ta trộn cho nó đều lên. Chúng ta đây là bột ngọt. Chỉ xíu gì thôi, không được nhiều. Em biết xem thôi. Chúng ta cũng đảo lên, đảo đều lên. Và nghệ. Rồi, chúng ta nhẹ này. Chúng ta sẽ trộn đều lên cho nó có màu đẹp. Đẹp đẽ.
À, nó còn trắng quá, chúng ta cho thêm tí xíu nữa. Vì nghệ ăn vô cái bụng này nó cũng tốt mà. Muỗng này, cái này một muỗng này là được, một muỗng. Nhiều quá cũng không tốt. Nóng, nghệ nóng. Nó làm cho da có thương tích hoặc là nó sẽ chống nhiễm. Cái bột nghệ này nó sẽ chống nhiễm mà, chống nhiễm khỏi bệnh nhiễm trong đường ruột. Nếu một chúng ta cũng không cần phải ăn nghệ này nhiều, một tuần chúng ta một lần là đủ rồi. Chúng ta cho một tí xíu tiêu cho nó thơm. Chúng ta trộn đều nó lên ha. Hôm nay sướng, hôm nay ăn cả món nó có gì có ngon có đó. Có tới đây là chấm hết. Cho thêm tí thiếu tỏi nữa, tỏi cũng ăn cho nó bổ tim. Tỏi đó bạn. Rồi trộn đều nó lên. Và cuối cùng cho một muỗng đường vào. Trộn đều nó lên. Chúng trộn đều nó lên. Trong thời gian này trộn đều nó lên để cho nó thấm một tí xíu. Tại sao chúng ta phải nhấp 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 cái này? Nhóc cái này là chúng ta xào lên cho nó lắm, giờ chúng ta phải thử lại lần nữa cho nó mùi vị nó như thế nào, rồi sau đó chúng ta phải cho thêm bớt gì đó sau cùng. Rồi đây là ướp xong, chúng ta nên để thời gian khoảng 5 đến 10 phút nó thấm ha. Rồi chúng ta mới bắt đầu. Bây giờ chúng ta nên dọn dẹp cái này cho nó trật tự rồi xíu để khỏi phiền phức người khác, hiểu không? Cái dạng gì khỏi phiền phức. Chúng ta dọn sạch. Chúng ta dọn cái này bỏ vô có trật tự đàng hoàng hả, xếp lại. Xăng tay áo lên, chúng ta rửa sơ cái này đi. Chúng ta rửa sơ cái này đi, úp lên rửa dao luôn. Chúng ta rửa dao rửa các kiểu cho nó sạch sẽ, úp lên trong khi chờ đợi. Rồi đợi chúng ta rửa khỏi phiền phức ai,
Sau khi mà nấu chín xong chúng ta cũng bớt đi rửa một phần. Đó. Chúng ta phải làm sạch sẽ, lau chùi sạch sẽ khi chúng ta làm để người khác. Đời không có vui khi người yêu của tôi ưa làm cho tôi xui. Đời nhiều lúc cũng bị xui khi người yêu không có vui. Cái đời là nhiều lúc ca cái vừa làm vừa ca cái cho nó cho nó mỹ mãn cuộc đời, cho đời nó thêm mùi phong trứng cái rồi. Nước chảy riu riu đời tôi cũng có nhiều 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 điều phải hiểu. Rồi, chúng ta đem này bỏ vô, đừng để môi trường nó xảy ra chuyện nó mệt. Rồi. Hoàn tất. Chúng ta lau sơ tí xíu. Dùng cái khăn này lau tay. Lau sạch trên đây cho nó gọn và đẹp. Gọn đẹp để người yêu coi lết đét. Và bây giờ thời gian chờ đợi cái này nó xong, chúng ta dùng một cái son này sạch sẽ lên cho nhé các bạn, sạch sẽ, phải sạch sẽ nha. Sạch sẽ ăn vào thì nó khỏi sinh ra vi khuẩn là này nọ. Đó, đây là khu vực này nó bếp nó thổi lên. Tuy nhiên chúng ta cũng phải chờ tí xíu lúc cho nó lên trước cái đã. Rồi. Nghe gì không bạn, nghe gì không lúc ha. Việc đầu tiên chúng ta bật bếp lên, ở đây không có cần phải củi lửa gì hết, đây là lò bếp bằng điện, chúng dùng tay bấm nút. Bạn nghe không kêu á? Rồi, bật tới số 6. Thôi, cho nó đời không có vui khi người yêu gây xui. Rồi. Đây là dầu nhé. Chúng ta cho một cái dĩa dầu thôi là cũng nhiều. Chúng ta phải dùng muỗng. Đó. Nhiều quá. Muỗng dầu là được rồi. Rồi 2 muỗng đi.
Rồi chúng ta để đây. Chờ tí xíu bạn. Cho nó nóng lên. À. Bây giờ cái muỗng này chúng ta không cần ngào nữa, cũng để quen bên. Thì tới là gì? Chúng ta dùng đũa. Wow, nó đang nóng rồi đó, bắt đầu chúng ta hạ lửa xuống. À, nóng quá bạn, nóng hơi nóng rồi. Nó ra bật cho nó bay lên tí xíu. Rồi. Hạ tí xíu. Và bây giờ chúng ta đổ vào đây. Bạn cảm nhận như thế nào? Do chúng ta đảo xe qua cái nó không chỉ xèo nhưng mà chúng ta cũng đã đảo xèo rồi, chúng ta cho lửa nó lên thêm một tí xíu. Em ơi em đã nằm trong cái chong thì đời em không còn có son. Vui thì không nên mình vui, mình được nấu cho người yêu của mình nó cho nó vui. Hôm nay mình được nấu xin lỗi nóng. Hôm nay là mình được nấu, được nấu hân hạnh, được nấu để cho người yêu mình khỏi khỏi gì ta, khỏi gì các bạn, cho một câu ở dưới cho nó đẹp nha, câu từ nào hay hay á, khỏi thế mình khỏi là mất mất môi. Nhiều lúc mình có một cái câu mà nhiều lúc nó tới cái giai đoạn gần chót cái nó bị kẹt, nó nghẹt, nó hơi bị nghẹt, lâu lâu thỉnh thoảng nó hơi bị nghẹt, nó bị nghẹt, cho nên các bạn thông cảm bị nghẹt tí xíu rồi sau đó là nó ra lại. Em sẽ đi, em sẽ đi và đi mãi mãi vì anh không có hay. Hát cho các bạn nghe rồi, nhiều lúc đời nhiều lúc cũng phải phải cái gì đó, phải cái gì đó, đời nhiều lúc cũng phải phải cái gì đó, thì các bạn nên nên chọn một cái từ tiếp theo nha, để mình đảo đi cho nó ngon cơm. Rồi thời gian mình đảo à, mình sử dụng lại miếng này xem thử nó làm sao. Mặn ngọt, thử lại lần nữa nha, mình phải thử thì khi mình ăn nó mới ngon, còn không thử thì ăn đâu anh. Mặn
cho thêm tí đường cho nó ngọt. Trời nhiều lúc đã trở thành mây khói thì em cũng mòn mỏi rồi. Thử lại nữa, mình phải thử cho nó mới ngon. Vừa ăn rồi các bạn à, vừa ăn rồi đó. Bây giờ mình cũng thử ha. Mình dùng cái này thử một miếng. Một bên mình dùng cái kéo này thử xem nó đã làm sao, rồi mình mới quyết định ha. Lỗi nha. Còn sống á. Còn sống đó bạn. À, coi như là nó đã mềm rồi đó bạn. Mềm rồi đó. Chín này, mềm, khi mềm là nó chín, hiểu không? Rồi thử đi, nó chín chưa nha. Chưa giòn, còn hơi bị dai. Ừ. Hình như là chưa thấm, cái bên trong nó chưa thấm. Chúng ta bây giờ phải hạ lửa xuống và để cho nó riu riu khoảng 30 giây. Rồi. Rồi cho thêm tí nữa đi. Nó tắt rồi. Rồi, chúng ta chờ thêm 10 phút. 10 phút cho nó riu riu. Hiểu không? Cho nó riu riu chứ. Trong khi chờ đợi cho nó riu riu vậy. Coi thử cái món này nó chấm lại món gì. Ha. Bây giờ chờ mình vài 3 giây để tìm thử trong tủ đằng sau cái camera kia nó có cái gì bên trong để mình tìm, để dao chấm gì đó để thích hợp với khẩu vị này. Chờ 3 giây, đằng sau cái camera tủ lạnh
còn được 2/4 dưa leo và một bó hành. Chúng ta dùng dưa leo này để chấm cái này và cái hành này, chúng ta cắt ra bự bự to to ra để chấm, để tiết kiệm vấn đề chén bát. Chúng ta nên dùng cái thao này lại rửa xe nó qua. Rồi, cái này mới nãy chúng ta đã rửa xong, bây giờ để qua đây. Tuyệt vời không ạ? Để qua đây, chúng ta nên rửa sơ qua một cái. Để vào đây, chúng ta lấy hôm nay chỉ 2 người ăn bạc, cho nên chúng ta lấy 2 cọng thôi, không có nhiều. Rồi 3 cọng cũng được. Hành thì nó ăn vào thì lưu thông cái mạch máu, hiểu không? Cho nên cũng không sợ. Em đến bên anh rồi sửa sơ hành gái. Chúng ta đánh vào cái bồn cho nó ráo nước một tí xíu. Và cắt cái này, cái gốc rễ cái hành nó đậy đi. Rồi, chúng ta cắt to ra. Chúng ta vậy là cắt to ra một chút, chấm này lưu tiện. Chúng ta tập luôn cho nó dễ. Cho nó mềm bạn. Không có em thì mặt trời vẫn nắng, không có em thì mặt trời vẫn hơi đắng đắng. Ý nghĩa đắng đắng là ở đây là gì? Sao là tự biên tự diễn, là ôm hết trọn đời luôn, ôm hết mình, ôm hết là hơi mệt, thời gian gì ấy, hơi đắng đắng. Cho nên nhiều lúc cũng phải có một bài ca cho nó vui, để tuổi thọ nó thêm dài cuộc sống, để nhìn đời cho nó, cho nó cái gì. Rồi, nhìn đời cho nó. Cái này để lâu quá này héo tàn rồi bạn, cho nên chúng ta phải cắt bỏ nó đi một tí xíu. Anh đến bên em một ngày, chúng ta phải cắt mỏng nó ra. Anh đến bên em một ngày không có nắng. hiểu sao bạn, hiểu sao? Anh đến bên em một ngày không có nắng, có ý nghĩa rằng là không tiền không bạc, là vậy đó bạn.
Rồi có hai người thôi bạn. Gia đình mình hiện tại nấu ăn chỉ hai thôi, mấy tụi nó đi tu đi hết rồi. Con này đi Hà Nội và con này đi Olympic, còn con nữa đang làm gần đây, cách đây mấy mét. Cho nên đối với cái khẩu vị mà mình ăn như thế này thì con mình cũng không có thích mấy, cho nên mình làm tự mình ăn lấy. Rồi chúng ta hai người ăn thì nhiêu đây thôi, không có cần phải chi phí nhiều bạn. Để làm nhiều quá rồi dư ra rồi ngày mai bạn không có cái clip mới để bạn xem, cho nên hôm nay chỉ là nhiêu đây. Rồi bây giờ mình thử lại lần nữa coi xem sao nha. Xem nó sao, nó đã có râu rồi bạn ơi, nó đã có râu. Râu đây là biết sao, nó đã có râu thì đời đúng 18. Ai thử lại lần nữa nha. Wow, à. Ý là mình bỏ có một muỗng muối này, nhưng mà muỗng mặn. Bạn nghe không? Bạn nghe cái miệng nó giòn. Bây giờ bắt đầu nó đã giòn vì nó đã chín. Ăn giòn rất là ngon. Và gia vị mình mới thích, mới để vô mới lại coi như là thấm tiết. Và bây giờ mình tắt bếp. Và tắt luôn là lúc video trước cái ống kính hôm nay. Đã có một bữa món ăn buổi trưa đầy bổ dưỡng. Và giờ đây mình chỉ biết xin nói lời cảm ơn ai đó trong chúng ta đã theo dõi clip của mình khóc hình ngày hôm nay. Nó như thế nào? Cảm thấy bổ ích, cảm thấy không bổ ích bình luận ở dưới, còn cảm thấy nó có cái gì đó vui vui hay hay thì cho mình một cái này và đăng ký kênh để theo dõi tiếp kỳ sau, chuyến sau sẽ làm món gì với tay nghề không chuyên nghiệp hôm nay. Và lời cuối, xin chúc tất cả một ngày đẹp và vui vẻ, và chúc ai đó một đêm ngủ ngon sau một ngày vất vả với môi sinh tăng cơ sinh.